Vâng, xin kính chào tất cả các bác đến với Kỳ Lân Luxury. Và ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu đến tất cả các bác một siêu phẩm điện thoại đẳng cấp, một siêu phẩm 8800T, nguyên zin đẹp like new. Và Kỳ Lân Luxury của Kỳ Lân xin khẳng định với tất cả các bác tại sao em giới thiệu là siêu phẩm, bởi vì tất cả sản phẩm của em, của bên em là 100% nguyên zin đẹp long lanh len keng like new, tùy vào tình trạng từng con và hình thức từng con, và em sẽ nói rất rõ chi tiết trên từng sản phẩm. Và hầu như tất cả sản phẩm đều bắt buộc từ vẻ đẹp từ 95%, 96%, 97%, 98%, 99% hoặc like new 100% đẹp, 100% new luôn. Thì tất cả sản phẩm đều đẳng cấp như vậy. Cho nên là tất cả sản phẩm khi được giới thiệu tại Kỳ Lân Luxury là siêu phẩm. Đây là một con máy 8800T nguyên zin 100% đẹp like new. Và nhìn vào độ mới của máy, và nhìn vào độ sáng của dây nguồn, vào các sự chắc chắn của cơ trượt, thì em khẳng định với các bác đây là một con máy nguyên zin like new đẹp 99% và rất ít dùng. Đây một hiếm còn dần chanh, không bị bụi mờ theo năm tháng. Và chúng ta kiểm tra tiếp là lifetime của nó sao thăng 9270 2689 thăng. Đây lifetime mới có 1 tiếng 26 phút. Ok, và nó là vệt, những vệt đầy đầu luôn. Đây vệt 6 chấm. Máy thì đẹp long lanh rồi, long lanh cành đào rồi. Và đi kèm theo, các bác có thể mua thêm bao da handmade của Kỳ Lân Luxury. Và tất cả sản phẩm điện thoại Kỳ Lân Luxury đều là những sản phẩm đẳng cấp, như bộ sưu tập điện thoại rất nhiều, Ferrari, Virtu Ferrari, Virtu Sintra S, Virtu Ascenti, Virtu Ascent X, Virtu X, và Nokia 515, Tantan Sophia, Sophia AT Funbox, Tantan Vatbon Funbox, Nokia 515, 67 Gold. Rất nhiều sản phẩm đẳng cấp. Và đi kèm với những sản phẩm đẳng cấp thì có những phụ kiện đẳng cấp theo. Và ngoài ra thì chúng tôi chuyên cung cấp tất cả sản phẩm thời trang đến từ tất cả thương hiệu nổi tiếng toàn cầu. Các bác hãy truy cập vào website Kỳ Lân Luxury hoặc là vào kênh YouTube và fanpage là Kỳ Lân Luxury. Xin trân trọng cảm ơn. Và video clip giới thiệu về chiếc điện thoại Nokia 8800T nguyên zin like new đẹp 99% like new như thế này đã kết thúc. Và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những sản phẩm tiếp theo của chúng tôi, của Kỳ Lân Luxury.